dù phải tới loạt luân lưu để giành chiến thắng tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh vừa diễn ra trong tuần qua. Nhưng Newcastle vẫn lập một kỷ lục đáng kinh ngạc với chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Kể từ khi được thâu tóm bởi các ông chủ người Ả Rập, những chú chim chích chòe đã hoàn toàn lột xác để trở thành một thế lực mới của bóng đá xứ sở sương mù. Mùa này, Newcastle đã cầm hòa hai đội bóng thành Manchester, thắng Liverpool và cả Tottenham. Việc chi tiêu mạnh tay giúp đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe chen chân vào top 3 giải Ngoại hạng Anh một cách không thể thuyết phục hơn, với 27 điểm sau 14 trận. Và nếu như giữ vững phong độ như ở thời điểm hiện tại, việc Newcastle có thêm một trận đấu ấn tượng nữa trước Chelsea ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh là hoàn toàn có thể. Trong khi đó, Chelsea vừa thất bại trước Man City tại Cúp Liên đoàn với tỷ số 0-2, dù cả hai ra sân với đội hình dự bị. Đó là thất bại thứ 3 liên tiếp của thầy trò Graham Potter, khiến chuỗi ngày ảm đạm của The Blues thêm kéo dài. Dù được đánh giá cao hơn về cả danh tiếng lẫn lực lượng, nhưng khó để Chelsea có thể tìm được 3 điểm trên sân của Newcastle vào lúc này. Newcastle có một vài thiếu vắng về nhân sự trong cuộc tiếp đón Chelsea tới đây, nhưng những vắng mặt này không quá quan trọng và có lẽ cũng sẽ không khiến sự tự tin của họ bị giảm sút. Các trụ cột như Guimaraes, Trippier hay Shaw đều được nghỉ thi đấu ở Cúp Liên đoàn và đầy đủ thể lực để có thể có tên trong đợt xuất phát cuối tuần này. Về phía Chelsea, họ vẫn chưa có tin vui nào đối với các trụ cột như James, Fofana, Chilwell và Kante. Bên cạnh đó thì thủ thành Kepa cùng tiền vệ trụ Jorginho nhiều khả năng vẫn chưa thể góp mặt trong trận đấu tới. Có thể huấn luyện viên Potter sẽ sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ để tăng cường sức mạnh nơi hàng thủ trước một đội bóng có sức tấn công khá mạnh mẽ như Newcastle. Xét theo 5 trận gần nhất thì Newcastle chỉ có một lần duy nhất đánh bại được Chelsea vào năm 2020. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại thì phong độ của họ lại cực kỳ ổn định khi đã toàn thắng 5 vòng đấu gần nhất. Chelsea đang có phong độ kém hơn với 3 trận thua và chỉ có 2 lần giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Ở trận này, Newcastle chấp Chelsea 1/4. Với lợi thế về sân bãi và phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, thì đây là lần đầu tiên chích chòe được xếp ở cửa trên so với đối thủ hơn cơ này. Tuy nhiên, Chelsea vẫn là một đội bóng có đẳng cấp và chất lượng đội hình khá đồng đều. Nên với kèo chấp dù không quá cao, người chơi vẫn có thể tin tưởng vào thầy trò Potter trong cuộc đối đầu tới đây. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 21/2. Rất khó để có thể giành được một chiến thắng trước Newcastle ở thời điểm này. Hàng thủ mạnh mẽ là một điều có thể thấy được ở chích chòe kể từ đầu mùa giải cho tới nay. Tuy nhiên, có lẽ huấn luyện viên Howe cũng không thể chủ quan trước một Chelsea đang khát khao giành chiến thắng. Rất có thể đây sẽ là trận đấu mà cả hai đội sẽ chơi chắc chắn và kịch bản của một trận cầu cởi mở sẽ khó xảy ra. Dự đoán của thể thao và văn hóa, hai đội Newcastle và Chelsea hòa nhau với tỷ số 1 đều. We'll be right back.